Kim tiếp tục giới thiệu quý vị, đây là mẫu Camry nha quý vị. Camry 2.5Q phiên bản cao cấp nhất của dòng Camry ha. Đời 2019 chạy chỉ có 39.000 km ạ. Xe này màu đỏ nha quý vị. Dòng xe này là dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ha. Và xe này chạy 39.000 km. Bản số thì quý vị có thể thấy là xe này mang bản số tại Long An ha. Đó. Chất lượng xe thì đã được Toyota Tăng Cảng kiểm định rồi. Và quý vị thấy đấy là nhìn xe rất là liền ha. Đó, 4 vỏ đều là vỏ ring theo xe hết ạ. Và hiện tại cái xe này thì được Toyota Tăng Cảng rao bán với mức giá là 1.163.000.000 đồng nha quý vị. Nè, đây, quý vị có thể nhìn cái bảng tắp đi cửa nè, rồi nội thất bên trong xe nè. Đây, số km chính xác đó là 35.873 km nha quý vị. Với tông màu chủ đạo là màu đen ha. Nè, quý vị đã thấy nè. Bên trong đầu DVD nè, trục cần số nè, rồi ghế phụ nè. Quý vị thấy không? Còn rất là mới ha. Ở trên thì có cửa sổ trời nè, rồi hộp trần nè. Quý vị có thể thấy là nội thất bên trong xe thì nó là còn rất là đẹp quý vị. Đây, và hàng ghế thứ hai đây. Đó, đây là phiên bản cao cấp nhất. Nên ở cái hàng ghế sau á sẽ có những phím chức năng điều khiển ở đây quý vị. Và toàn bộ những cái phím chức năng này đều là điện tử hết ha. Đó, đều là cái màn hình hiển thị điện tử hết. Quý vị rất là dễ dàng thao tác. Và quý vị ở đây có thấy nè, nội thất bên trong nè, còn phải nói là rất rất mới. 1.163.000.000 đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu Camry 2.5Q đời 2019, xe nhập khẩu nguyên chiếc nha quý vị. Đó, đặc biệt đây là màu đỏ nữa, thì quý vị thích cái màu đỏ như thế này thì quý vị thì ghé Toyota Tăng Cảng xem chi tiết cái mẫu xe này nha quý vị.